quý vị và các bạn, nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh đã đến thăm tặng quà trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng quà và trao hỗ trợ cho 30 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em được một phần quà và 1.500.000 đồng tiền mặt. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã động viên các em chăm ngoan học tập, cố gắng vươn lên để trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời mong muốn các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng các em, hỗ trợ bằng nhiều hình thức, tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa, kêu gọi sự đồng hành của toàn xã hội với chương trình Mẹ đỡ đầu để trẻ em mồ côi được quan tâm chăm sóc và lớn lên trong tình thương yêu của mọi người.